Hi, chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Hôm nay Misu vào bếp để hướng dẫn với các bạn một món bánh ngon nổi tiếng của người Mỹ. Đó chính là Coconut Macaroon. Rất là ngon phải không các bạn? Có hai loại Coconut Macaroon của người Mỹ, đó là làm với trứng và không trứng. Thì hôm nay Misu sẽ làm phiên bản không trứng trước để hướng dẫn các bạn vào món bánh này rất là dễ làm. Các bạn có thể tìm mua ở Costco, ở các tiệm bánh đều có hết và người ta bán một pack như thế này 4 đồng 99, gồm có 5 viên bánh quy dừa như thế này, nhưng mà ở ngoài người ta làm rất là ngọt các bạn ạ. Cho nên là Misu đã học và làm bánh này rất dễ và nó không bị ngọt, để ở nhà chúng ta có thể làm ăn được. Và những bạn nào mà thích fan của dừa thì chúng ta có thể vào bếp cùng làm với Misu cái này. Món bánh này ấy, chỉ gồm có 3 nguyên liệu. Thứ nhất là cái vụn dừa khô đây các bạn, là loại này. Đây, Misu đổ ra đây để cho các bạn xem này. Đây, nó như thế này. Đây là vụn dừa khô nha các bạn. Đây, nó như thế này này. Và loại này là loại không ngọt. Các bạn Mỹ ấy, thì các bạn làm loại ngọt thì đâm lại rất là ngọt, ngọt lắm. Cho nên Misu làm loại này là loại không ngọt nha các bạn. Misu nhắc lại các bạn nhìn kỹ này. Đây là unsweetened coconut organic. Nguyên liệu thứ hai đó là sữa đặc. Là Misu luôn luôn dùng loại sữa đặc này nha các bạn. Và nguyên liệu thứ ba là vanilla. Chúng ta sẽ tạo nên một món bánh cực kỳ đơn giản, ngon và ai cũng làm được. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bếp cùng làm với Misu nhé. Đây là nguyên liệu đầu tiên các bạn và quan trọng nhất đối với coconut macaroon, đó chính là dừa khô không đường nha các bạn. Đây là 2 cup. Và Misu đã cân lên thử cho các bạn rồi. Mỗi một cup dừa khô này đó là 70g và 2 cup là 140g nha các bạn. Tiếp theo này là sữa đặc. Thì cứ 1 cup thì 2 tablespoon. Vậy 2 cup thì chúng ta sẽ làm 4 tablespoon. Tablespoon này các bạn, là vừa xinh nha các bạn. Tiếp theo là vanilla, thì là 1 teaspoon. Rất là đơn giản phải không các bạn? Chỉ có 3 nguyên liệu thôi. Và chúng ta cho vào đây. Sau đó các bạn trộn đều lên. Trong lúc này thì các bạn bật nhiệt độ lò ở 325 độ F. Và chúng ta sẽ trộn đều lên. Sau đó thì nặn viên và đi nướng nha. Giờ thì chúng ta sẽ trộn đều để cho cái 3 nguyên liệu này hòa trộn với nhau rất là dễ và nhanh lắm. Cái món bánh này ấy, thì là người Mỹ người ta hay làm trong các dịp lễ Tết, Christmas và cuối tuần, để nhâm nhi với trà, với cà phê rất là ngon. Và Easter sắp đến rồi cho nên là Misu sẽ hướng dẫn các bạn đầu tiên là cái món với 3 nguyên liệu không trứng nha các bạn. Có một món cái này nữa là người ta làm bằng lòng trắng trứng. Thì Misu sẽ chia sẻ các bạn các video sau. Đó, giờ các bạn quậy đều đây. Đã xong rồi đây các bạn ơi. Gồm 3 nguyên liệu, Misu nhắc lại nhé. Là 2 cup vụn khô dừa, là tầm khoảng độ 140g này. 4 tablespoon, cứ 1 cup là 2 tablespoon sữa đặc này. Còn nếu mà cái loại sữa đặc Misu dùng, Misu đưa rồi, mới lại 1 teaspoon vanilla. Và chúng ta trộn đều lên, chúng ta sẽ được một cái bánh cookie dừa, hay là người Mỹ người ta gọi là coconut macaroon, rất là ngon. Giờ chúng ta sẽ cho khay nướng này. Khay các bạn lót giấy nướng nha các bạn, bởi vì đây là loại đặc. Và đây, chúng ta sẽ dùng cái scoop này. Một là các bạn dùng scoop này, hoặc là các bạn lấy thìa, hoặc là các bạn làm sao mà đong để cho nó đều ra đó. Đây, Misu cho ra đây. Ok. Nó sẽ hơi dính một chút bởi vì nó có sữa đặc, nhưng không sao. Tí nữa thì chúng ta sẽ vun vun nó vào. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ
lấy đều ra như thế này này các bạn này. Được tầm khoảng độ 12 viên nha các bạn. Với 2 cắp. Thì tùy các bạn làm ít làm nhiều các bạn tăng cái lượng lên. Nhưng Misu nhắc lại rồi là các bạn cứ làm để định lượng trước, sau đó các bạn sẽ tăng lên, bởi vì món này rất là dễ, cho các con làm cũng thích lắm các bạn. Đó. Chúng ta cứ để cho nó đều ra như thế này đã này. Thế rồi chúng ta sẽ định hình lại nó sau nhá. Đây. Miếng cuối cùng đây các bạn. Ok. Thế và sau đó thì đây để mình sửa vét cái này nốt ra. Được 12 viên với 2 cắp. Đó. Và các bạn đây là cái định lượng rồi, cho nên là các bạn có thể lấy tay hoặc lấy thìa này, các bạn sẽ vuông tròn nó vào này cho nó đẹp. Ok, hoặc là các bạn đây, cho lên tay này và các bạn vuông nó vào như Misu như này, để thành những cái viên cho đẹp. Trong khi các bạn định hình cho nó đẹp như thế này rồi thì các bạn sẽ bật lò ở 325 độ F nha các bạn. Chúng ta sẽ nướng trong tầm từ 12 đến 15 phút, tùy nhiệt độ lò, có thể là hơn. Khi các bạn nhìn thấy bắt đầu cái đế này nó chuyển sang màu vàng này là được. Chúng ta sẽ làm này cho nó tròn lại, cho nó ngon, cho đẹp nữa. Làm rất là dễ các bạn. Cái bánh này á, đạt đó là ở ngoài thì nó giòn rụm ra, và phía bên trong thì nó dẻo nha các bạn. Và độ ngọt vừa phải, rất là thơm của mùi dừa, ngon lắm các bạn ạ. Xong rồi đây các bạn ơi, 12 viên, và bây giờ chúng ta sẽ đi nướng ở 325 độ F từ 12 đến 15 phút nha các bạn. Cho đến khi các bạn nhìn thấy cái đế nó chuyển sang màu vàng nhạt rồi thì là đã chín và chúng ta sẽ bỏ ra ngay nhá. Và cái bề mặt của nó phải là giòn và bên trong là nó dẻo đó. Xong rồi đây các bạn ơi, Misu nướng đúng 13 phút đây và nó ra cái màu đẹp như thế này này các bạn. Ok, đây Misu sẽ cho các bạn xem này. Đây các bạn nhìn cái đế, nó hơi xém vàng như thế này thôi, và màu vàng nhạt như thế này là đã chín rất là ngon rồi nha các bạn. Các bạn có thể để như thế này để ăn, hoặc là ngon hơn nữa thì các bạn có thể lấy chocolate. Các bạn cho một ít chocolate hạt vào, sau đó cho một ít sữa vào, bấm ở lò vi sóng là 25 giây thì các bạn sẽ cho vào trong cái như thế này, hoặc các bạn cho vào cái túi bát. Sau đó thì chúng ta sẽ làm thành những cái trang trí như thế này nha các bạn. Đó. Ok. Chocolate. Hoặc là các bạn để trơn nha. Nếu các bạn thích thì vào bếp cùng làm với Misu coconut macaron của Mỹ nha các bạn. Chúc các bạn ngon miệng.